Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Bốn Bánh Kinh Môn. Và ngày hôm nay thì Bốn Bánh Kinh Môn lại lên sóng giới thiệu cho cả nhà tham khảo một mẫu sedan hạng B đến từ thương hiệu Nissan Nhật Bản. Đó là chiếc Nissan Sunny sản xuất năm 2013 phiên bản số sàn màu nâu. Sở hữu động cơ máy 1.5, vận hành khá là mạnh mẽ, khá là ok thôi nhá. Cổng thành sơn xi của em nó đây, rất là đẹp luôn. Trang bị mâm đúc này, màn hình đầy đủ hết nhá. Khóa khiển sơn xi rất là đẹp luôn, mang biển 37A17330. Một trong những form sedan hạng B rất là rộng rãi, sở hữu chất lượng tốt và độ tiêu hao nhiên liệu thì gần như là chưa có xe phân khúc B nào mà có thể tiết kiệm nhiên liệu hơn chiếc xe Nissan Sunny này. Một trong những mẫu xe cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu nhất phân khúc mọi người nhá. Cua lốp đây, dàn lốp đây, bộ mâm đúc đa chấu rất là đẹp, đăng kiểm tháng 10 năm 2021. Đây là phần thiết kế đầu xe đây, cụm đèn pha nguyên bản theo xe nhá. Đèn gầm sương mù đầy đủ hết đây, dàn lốp đây, tay nắm mạng chrome, sơn xi thì không một vết xước luôn nhá. Về nội thất của em nó đây, xe cam kết mọi người là không lỗi nhá, không có tai nạn, không ngập nước. Gương kính chỉnh điện, một chiếc xe bản đủ, được trang bị 4 phanh ABS và 2 túi khí an toàn. Sản xuất năm 2013 và với giá thành bên em đang chào bán là 210 triệu đồng. Chỉ hơn 200 triệu đồng một chút thôi là mọi người đã sở hữu một chiếc xe đời cao bản đủ đi rồi. Độ tiêu hao nhiên liệu thì loanh quanh tầm 5 lít rưỡi đến 6 lít thôi. Cực kỳ là kinh tế luôn mọi người nhá. Trần 3D màu kem này rất là đẹp, ghế bọc da không một vết bục nhá. Táp lô táp đi đây rất là sạch sẽ. Cả nhà cùng quan sát phần nội thất của em nó đây, được thiết kế khá là rộng rãi luôn nhá, gần như là ngang với một mẫu xe sang, mẫu xe hạng D luôn, rất là thoải mái này. Người ngồi 2m, người cao 2m thì ngồi vẫn rất là ok luôn. Được thiết kế thêm cả cửa gió điều hòa thứ hai đây. Ngồi đằng sau thì chúng ta yên tâm rồi, mùa hè nắng nóng này thì cứ yên tâm, không lo bị nóng bị bí rồi thì ngồi hàng ghế thứ hai. Một chiếc xe được thiết kế như một chiếc xe sang, và với giá thành chỉ như một chiếc xe Toyota Vios bản thiếu thôi mọi người nhá. Giá thành thì rất là cạnh tranh so với những mẫu xe khác. Nội thất rộng rãi đây, xe đi rất là êm ái, chất lượng tốt. Những mẫu xe Nhật thì luôn mang đến cho chúng ta một chất lượng rất là tốt rồi, cho nên mọi người cứ yên tâm khi sở hữu xe. Dòng Sunny này thì bên em bán khá là nhiều luôn nhé, gần như là được rất là nhiều người Việt tin dùng lựa chọn, cứ về chiếc nào hết chiếc đó thôi. Dòng Sunny này thì được rất là nhiều người tin dùng, sở hữu chất lượng tốt, nội thất rộng rãi, giá thành hợp lý và đặc biệt là rất là kinh tế luôn, rất là phù hợp cho mọi người sử dụng chạy dịch vụ kiếm thêm thu nhập thì quá là ok. Nội thất thiết kế phần đuôi xe đây, 210 triệu đồng thôi. Cả nhà mà quan tâm đến xe thì liên hệ cho Bốn Bánh Kinh Môn theo số điện thoại 0354152888 nhé. Địa chỉ để xem xe trực tiếp đó là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Và bên em thì có mua bán vận chuyển trên toàn quốc, tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Cả nhà có nhu cầu muốn mua hay bán xe thì cứ liên hệ cho em nhé. Ưng xe thì chỉ cần cọc trước 30 triệu thôi, em sẽ vận chuyển xe lồng cho cả nhà. Xe lồng bên em thì đi dọc tuyến quốc lộ 1 nhé, mọi người cùng đón nhận xe tại dọc tuyến quốc lộ 1. Nội thất đây rất là tươi, một chiếc xe không lỗi. Gương kính chỉnh điện đây. Rồi em sẽ cho cả nhà cùng tham khảo về phần con động cơ của xe nhé. Ô đồ 14 vạn này, màn hình này, khóa khiển đầy đủ hết luôn nhá. Đó, đà khá là nhẹ nhàng. Đây, con động cơ của xe đây mọi người nhá. Cụm phanh ABS này, ra máy thì còn rất là sáng, không han gì nhá. Đầu răng sắt xi nguyên bản hết này, không một lỗ nhỏ nhá. Máy nổ thì cực kỳ êm, nghe rất là thì thầm luôn mọi người nhá, không rung giật này. Mà máy móc thì rất là khô ráo nhá, cực kỳ khô ráo này,
một chiếc xe máy số còn rất là chất luôn. Chỉ với 210 triệu đồng thôi. Giá bao rẻ toàn quốc này cho cả nhà nhé. Cả nhà mà quan tâm đến xe thì liên hệ cho 4 bánh Kinh Môn. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết video em nhé.